Tối qua, theo giờ Việt Nam, tân Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel Becmudet đã có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Cuba khóa 9. Phát biểu trước các đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Díaz-Canel khẳng định sẽ làm tròn trách nhiệm mà nhân dân Cuba tin tưởng giao phó, tiếp tục cùng người dân đảo quốc này trung thành với di sản của cố Tổng tư lệnh Fidel Castro và nối tiếp tấm gương của lãnh đạo hiện nay của cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro. Chủ tịch Díaz-Canel khẳng định tình đoàn kết của người dân Cuba là sức mạnh quý giá nhất của cách mạng Cuba và tinh thần này đã được Đảng Cộng sản Cuba đảm bảo. Tân Chủ tịch Cuba cũng đánh giá cao những thành tựu mà chính phủ của cựu Chủ tịch Raúl đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và chèo lái cách mạng Cuba trước bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn. Trước đó cùng ngày với 603 phiếu, tương đương 99,86% số phiếu bầu, đồng chí Miguel Díaz-Canel Becmudet đã được Quốc hội khóa 9 bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba nhiệm kỳ 5 năm tới, kế nhiệm Chủ tịch Raúl Castro lãnh đạo đất nước Cuba, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của cách mạng Cuba và tiến trình cập nhật mô hình kinh tế đã đề ra. Cũng trong ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng đồng chí Miguel Díaz-Canel được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba.